shop Duy Kiều thì có những mẫu nháy nào? Đây đây là những mẫu bên shop mình làm. Sắp tới thì mình sẽ lấy thêm mẫu, cái mẫu đang hot hoàn hot đó chính là chuột LK. Cái đó thì mình mua có LK quà về bán cho anh em chơi mini game. Còn này là hàng của bên mình làm bán nè. Đó, những cái mẫu các bạn hay mua. Có thêm một cái nó gọi là lưỡi độ thì các bạn ai cũng biết rồi, nhưng mà mình chưa từng quảng cáo thôi nha. Đây là chính là những con mồi gắn lưỡi độ nè. Mình sẽ để đường link ở chỗ này cho các bạn xem các sản phẩm này. Giá là từ 60.000 tới 130. Thường thường là những cái thường thường là 60 70.000 thôi. Còn mà cái mà 120 130 đó là chính là những con mồi mà được gắn lưỡi độ nè thì mới có giá 120 130. Còn như những con mồi này nè thì chỉ có 60.000 70.000 thôi. Đây nè, đó. Các bạn vào xem nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt.